Thông tin ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ sẽ tiếp nối chương trình ngay sau đây. Thưa quý vị, đất phi nông nghiệp tại thị xã Phú Mỹ dự kiến đến năm 2030 sẽ tăng thêm hơn 5.500 hectare. Đây là thông tin đáng chú ý trong dự thảo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 vừa được Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ thông qua ngày 20 tháng 10. Điều này phù hợp với định hướng phát triển của thị xã Phú Mỹ, đó là tăng dần tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế. Theo báo cáo hiện trạng đất đến năm 2020 của thị xã Phú Mỹ, tổng diện tích đất tự nhiên tại thị xã Phú Mỹ là hơn 33.200 hectare. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp hơn 18.000 hectare, đất phi nông nghiệp hơn 15.200 hectare, đất chưa sử dụng hơn 24 hectare. Trong dự thảo, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 vừa được thị xã Phú Mỹ thông qua, địa phương phấn đấu không còn diện tích đất chưa sử dụng. Diện tích đất nông nghiệp dự kiến giảm khoảng 5.480 hectare để chuyển sang các loại đất phi nông nghiệp. Thị xã dự kiến dành quỹ đất này để bố trí xây dựng các khu công nghiệp khoảng 1.300 hectare, phát triển hạ tầng khoảng 1.700 hectare, còn lại dành cho đất ở đô thị, đất cho khu vui chơi giải trí công cộng.